Đây chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc. Quý vị thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nghệ sĩ đã đem hết cảm xúc phó vào những cung đàn vô điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của chính tác giả Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc kỳ thứ 19, nhạc sĩ Ưng Lan. Mưa rơi, màn đêm xuống rồi, mây sầu khắp nơi, thương nhớ đầy vơi. Bâng khuâng nghe tiếng tơ dịu dàng, nhìn lá úa theo hoa tàn, tiếc thay phút giây lìa tan.
Quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm Mưa Rơi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Thanh. Mưa Rơi là tác phẩm có giai điệu buồn bất hủ của nhạc sĩ Ân Lan. Nhạc phẩm này khi được phát ra từ đài phát thanh Pháp Á với giọng ca truyền cảm của Mộc Lan và Minh Diệu đã làm say đắm bao người yêu nhạc vào những năm đầu thập niên 50. Mưa Rơi là sáng tác chất chứa đầy kỷ niệm của mối tình đầu đau thương của chính nhạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp trường Công Chánh ở Huế, Ân Lan được bổ nhiệm về Sở Lục Bộ tỉnh Nghệ An, đặt ngay tại thị xã Vinh. Lúc đó ông chỉ mới 21 tuổi. Ân Lan được gia đình người chị có cửa hàng buôn bán tại Vinh cho một căn phòng để ở tạm. Phòng ông có cửa sổ nhìn sang dãy nhà đối diện bên kia đường. Chiều, sau khi đi làm về, ông thường mở cửa sổ cho mát và lấy đàn ra dạo vài nhạc khúc cho đỡ buồn. Không ngờ tiếng đàn hạ uy cầm du dương của ông lại làm trái tim của một hoa khôi tuổi mới vừa đôi chín trong căn nhà đối diện rung động. Từ đó, hàng ngày khi màn đêm buông xuống, Ân Lan lại lấy đàn ra nắn phím buông tơ. Tiếng đàn hạ uy cầm réo rắt, ngân nga nỉ non, thánh thót khiến thiếu nữ ấy đã thầm yêu chàng nghệ sĩ. Cả hai tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Từ đó, hai người yêu nhau bằng một mối tình tri âm lẫn tri kỷ, thật đằm thắm và thơ mộng. Họ đã cùng thề non hẹn biển, sống với nhau cho đến hết cuộc đời. Nhưng đôi tình nhân ấy, đâu biết cuộc tình của họ sẽ phải tan vỡ vì chiến tranh. Năm 1945, quân đội Nhật đảo chánh Pháp và ra lệnh cho tất cả các công chức phải trở về nguyên quán. Ân Lan cũng phải khăn gói trở về Thừa Thiên. Về đến quê nhà, lại gặp cảnh mưa rơi dầm dề suốt ngày, bầu trời u ám, nỗi buồn càng thêm da diết. Trong hoàn cảnh đó, Ân Lan sáng tác nhạc phẩm Mưa Rơi và bài hát này đã trở thành ca khúc vượt thời gian. Rồi chiến cuộc ngày càng khốc liệt, gia đình của người yêu Ân Lan không biết trôi dạt về phương trời nào và đôi tình nhân ấy mất hẳn liên lạc. Sau đó, Ân Lan lập gia đình, sống và làm việc tại Huế. Mãi đến 20 năm sau, ông mới được tin người yêu cũ đã chết trong chiến tranh loạn lạc. Và đó là hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm Mưa Rơi, một nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của nhạc sĩ Ân Lan đến với giới yêu nhạc. Có nhiều nguồn tài liệu cho rằng nhạc phẩm Mưa Rơi là do Ân Lan soạn nhạc và nhạc sĩ Châu Kỳ đặt lời. Tuy nhiên trên thực tế, thì điều đó không đúng. Nhạc phẩm này đã được sáng tác hoàn toàn bởi Ân Lan. Nhưng trước khi nhạc phẩm này được phát hành, tình cờ nhạc sĩ Châu Kỳ đã ghé thăm Ân Lan. Sau khi ông nghe bài Mưa Rơi, Châu Kỳ cảm thấy rất thích thú vì nó phù hợp với tâm trạng của ông. Lúc đó người yêu của ông là ca sĩ Mộc Lan đã rời xa ông để đi Hà Nội. Vì thế, ông xin phép Ân Lan cho sửa vài câu trong bản nhạc. Nể lời bạn, nên nhạc sĩ Ân Lan đã đồng ý và từ đó nhạc phẩm được ký tên chung của cả hai người. Trước khi cùng tìm hiểu về cuộc đời của người nhạc sĩ này, chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe thêm một nhạc phẩm nữa của Ân Lan, đó là ca khúc Chiều Tiễn Biệt. Ân Lan sáng tác không nhiều và chỉ sáng tác tình ca mà thôi. Ngoài nhạc phẩm Mưa Rơi mà chúng ta vừa nghe xong, chất chứa nỗi buồn chất ngất, còn thì những bản tình ca của ông mênh mang qua những ca khúc như Chuông Chiều Ngân, Mỗi Độ Thu Về,
Ngày Xanh, Bóng Trăng Huyền, Tiếng Hát Ngày Xưa, Đường Về, vân vân. Tiếc rằng những ca khúc được sáng tác trước năm 1975 của ông chỉ còn lại Bản Mưa Rơi, Chiều Tiễn Biệt và Xuân Thắm mà thôi. Bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe Chiều Tiễn Biệt qua tiếng hát được thu âm trước năm 1975 của nữ danh ca Thái Thanh. Về đâu chiều nay mưa gió dài dâu hoa lá bay màu gợi niềm thương đau biệt ly cánh ca buồn chung bao tuyến lòng từ nay khuất bóng ngàn ta thương khiến ai chờ trông người đi trong mưa gió lúc chiều tàn hoa lá rơi ngập tràn tiếng chim sầu than chiều miên man trên bến mơ người quan san hồn ai chưa tràn ôi giây phút ni tàn huyền ơi cánh ta tiễn người mà theo sương khói thuyền trôi trên sóng chơi vơi gió chiều cuốn lôi bấp bênh ngoài khơi về đâu chiều nay mưa gió dài dâu hoa lá phai màu gợi niềm thương đau biệt ly cách xa muôn trùng sao khiến lòng từ nay khuất bóng ngàn xa thương khói mây mông luyến tình khiến ai chờ trông người đi trong mưa gió lúc chiều tàn hoa lá rơi ngập tràn tiếng chim sầu than chiều miên man trên bến mơ người quan san hồn ai chưa tràn ôi giây phút ly tàn huyền ơi trần trời trên sóng chơi vơi gió chiều cuốn lôi bấp bênh ngoài khơi. Ca sĩ Thái Thanh vừa gửi đến cho chúng ta nhạc phẩm Chiều Tiễn Biệt. Ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng nội dung nhạc phẩm này của Ưng Lan tuy không thê thiết bi thương như Mưa Rơi, thế nhưng vẫn đong đầy nỗi luyến tiếc của một cuộc tình không đoạn kết. Nhạc sĩ Ưng Lan tên thật là Nguyễn Phước Ưng Lan, sinh năm 1919 tại Huế. Ông là cháu bốn đời của vua Minh Mạng. Vua Minh Mạng ngày ấy có tất cả 142 người con, có quy định rõ ràng về tên lót
trong cách đặt tên cho con cháu các thế hệ đời sau. Theo đó, những người con của vua Minh Mạng có tên đệm là Miên, ví dụ như vua Thiệu Trị tên là Miên Tông. Đời tiếp theo là Hồng, do đó vua Tự Đức có tên là Hồng Nhậm. Đời kế tiếp sẽ là Ưng, như vua Hàm Nghi là Nguyễn Phúc Ưng Lịch. Nguyễn Phúc Ưng Lang là một trong số những người có tên lót bằng chữ Ưng. Ông nội của ông là Nguyễn Phúc Miên Tuấn, là hoàng tử thứ 37 của vua Minh Mạng. Thân phụ của Ưng Lang là Nguyễn Phúc Hồng Khanh, là một quan văn trong triều đồng vai với vua Tự Đức. Như thế, có nghĩa là Nguyễn Đức Ưng Lang đồng vai vế với Ưng Lịch, tức là vua Hàm Nghi, vua Đồng Khánh, và còn là vai trên của các vua Khải Định, Thần Thái, vua Duy Tân và vua Bảo Đại. Mặc dù tốt nghiệp kỹ sư công chánh, ông lại say mê âm nhạc và được coi như một trong những nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên biểu diễn và giảng dạy hạ uy cầm tại Huế. Sau đó là giáo sư trường quốc học Huế, dạy hòa âm phối khí. Tại đây, ông cùng các bạn như Văn Giảng, Ngô Ganh, Nguyễn Hữu Ba lập ban nhạc Aloha Oi, tiếng của thổ dân Hawaii thường sử dụng khi gặp gỡ hoặc chia tay. Trong thập niên 1940, nhóm nhạc này đã biểu diễn nhiều nơi, nhất là ở các quán nước ở Hà Nội. Theo Hà Đình Nguyên, Mưa Rơi nổi tiếng được ông sáng tác năm 1942. Ưng Lang lúc còn trẻ là một thanh niên tuấn tú, người dong dỏng cao, hào hoa và có nhiều tài lẻ như khiêu vũ, biết trình tấu nhiều loại nhạc cụ, nhất là đàn hạ uy cầm. Vì ông được nhiều người theo đuổi, trong đó có nhiều mối tình được ông ghi lại trong những bản nhạc sau này. Chúng ta đã vừa nghe hai nhạc phẩm được sáng tác trước năm 1975 của nhạc sĩ Ưng Lang. Còn một nhạc phẩm nữa cũng được sáng tác trong giai đoạn này, nhưng có chủ đề về mùa xuân. Vì thế, như thông lệ, chúng tôi xin dành nhạc phẩm đó lại cho phần cuối của chương trình. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị một số những sáng tác khác của Ưng Lang. Những sáng tác này đã được ông sáng tác sau năm 1975 và dường như chỉ phổ biến trong phạm vi gia đình và thân hữu. Vì thế, không được nhiều người biết đến. Ký ức Tango là một bản tình ca lãng mạn, trữ tình mà nhạc sĩ Ưng Lang đã gửi đến giới thưởng ngoạn. Với âm hưởng lả lướt, nhịp nhàng cùng ngôn từ tha thiết, có thể nói Ký ức Tango là một nhạc phẩm tango đẹp cả về âm điệu lẫn nội dung. Ca khúc chất chứa bao hoài niệm, tiếc nhớ về một cuộc tình đã mất. Từ một buổi chiều khi đôi tình nhân còn tay trong tay, mắt trong mắt, để cùng bước theo điệu tango trữ tình, và hai tâm hồn cùng hòa điệu theo những ánh đèn lung linh. Nhưng khi một người đã xa, chuyện tình đã mất, ánh đèn quay trên sân chỉ để lại trong tâm hồn người còn lại những dư vị cay đắng, nghẹn ngào. Sau mùa đông, đàn chim thiên nhi đã trở về, lá rừng lại rơi ngập lối, bầu trời vẫn mãi xanh. Nhưng rồi với người còn ở lại, chỉ còn lại nỗi cô đơn cùng dư âm của bản tango ngày cũ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếng hát của Nguyễn Long trong nhạc phẩm Ký ức Tango. Mình đến bên nhau, anh dìu em đi bước tango. Giây phút sao xuyên lòng, tình duyên đã lỡ làng. Thoáng nghe sầu lặng vào tim, chiều buồn em đến nơi xưa, đi tìm quên một bóng cô đơn. Sân quay chiếu muôn màu,
sâu, lòng sao càng ngũ hoài. Thoáng nghe quạnh hiu trong hồn, đời buồn theo tháng ngày dài. Bầy thiên di qua ngày đông lại về, bầu trời lẻ cánh chim tôi. Cho lòng tôi buồn lẻ loi, tình buồn theo áng mây trôi. Đường xưa đó là vàng rơi tràn đầy, bầu trời man mác vui. Nhớ thương ngài riêng mình tôi. Vào thập niên 1950, ở đất thần kinh, có ba cặp vợ chồng ca nhạc sĩ nổi tiếng được mọi giới yêu thích. Vợ chồng Mộc Lan, Châu Kỳ, Ngọc Cẩm, Nguyễn Hữu Thiết và vợ chồng Ưng Lan. Năm 2000, Ưng Lan có làm một chương trình nhạc của riêng ông với sự tham dự của nhiều ca sĩ học trò từ xa về tham dự. Đó cũng chính là lý do tại sao những nhạc phẩm của Ưng Lan sáng tác sau năm 1975 được trình bày trong chương trình này, có rất nhiều ca khúc được hát bởi những ca sĩ nghiệp dư. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng, được Ưng Lan phổ nhạc từ bài thơ của Mỹ Hạnh. Và cũng chính tác giả bài thơ, người từng là cựu sinh viên Trường Quốc gia Âm nhạc tại Huế, sẽ trình bày nhạc khúc này để đưa chúng ta cùng trở về vùng đất thần kinh với không gian rất cổ kính nhưng thơ mộng và lãng mạn. Đời
chờ nắng qua ngày tàn, xin cho được gọi gọi thầm tiếng người. Nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức cũng như ca khúc quý vị sắp nghe tiếp theo sau đây được trích ra từ một dĩa nhạc có tên là Thành phố mùa đông của nhạc sĩ Ưng Lan, mà trong đó có nhiều bài được phổ thơ và được hòa âm bởi Bù Minh, con trai của nhạc sĩ. Bắt đầu bằng một ước mơ. Có lẽ ước mơ này cũng đã là mơ ước của biết bao nhiêu người yêu nhau. Đó là được như đôi uyên ương cùng nhau xoải cánh bay đến tận cùng trời, cuối đất. Thế nhưng trong thực tế thì ước mơ này sẽ chỉ là những niềm tuyệt vọng, vì con người với thân phận mỏng manh, bọt bèo, cuộc đời này cũng chỉ là phù du, thì chúng ta còn lại gì nơi cõi nhân gian? Tất cả có phải đều tan vào hư vô? Có chăng vẫn còn đây một màu mắt hoàng hôn? Ôi, màu mắt đã tối dần theo với ánh hoàng hôn. Cái buổi hoàng hôn sẽ đến cho từng số phận con người. Và cuối cùng thì lời vĩnh biệt nghìn thu rồi cũng sẽ đến như một lẽ tất yếu trong cuộc đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe
mãi mãi xa nhau qua sự trình bày của Nguyễn Long. Vì nhạc sĩ Ưng Lang sinh trưởng tại Huế, dĩ nhiên nhạc của ông mang rất nhiều âm hưởng của vùng đất thần kinh non nước hữu tình này. Mà điển hình là nhạc phẩm mà chúng tôi muốn mời quý vị cùng lắng nghe sau đây, có tên là Chiều Về Thôn Vĩ. Nhưng trước khi giới thiệu đến quý vị ca khúc này, tưởng cũng nên có đôi dòng về Thôn Vĩ Dạ, một địa danh đã được nhắc đến rất nhiều trong thi ca cũng như âm nhạc Việt Nam. Thôn Vĩ Dạ nằm ở ngoại ô phụ cận, phía đông của kinh thành Huế. Thực ra, nguyên thủy thôn này có tên là Vĩ Dạ. Chữ Vi trong Hán ngữ có nghĩa là lau sậy, còn được đọc là Vi hay Vi Lô. Hai chữ này đã từng được đại thi hào Nguyễn Du nhắc nhở đến trong đoạn Trường Tân Thanh. Vi Lô san sát hơi may, một trời thu để riêng ai một mình. Còn chữ Dạ có nghĩa là cánh đồng. Như thế, Vĩ Dạ có nghĩa là cánh đồng toàn là lau sậy. Nhưng vì cách phát âm của người Huế thường đọc dấu ngã thành dấu nặng, đã phát âm sai chữ Dạ thành chữ Dạ. Vì vậy, lâu dần không còn ai biết đến hai chữ nguyên thủy của thôn này. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng hát của Thiên Thanh với nhạc phẩm Chiều Về Thôn Vĩ của nhạc sĩ Ưng Lang. Thank you.
thu lại nhớ nhung trở về, trở về đi quê mẹ nắng mưa giặc giò. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Quán Hoa Giấy. Nhạc phẩm Quán Hoa Giấy đến với thính giả yêu nhạc bằng biết bao cảm xúc. Đã có một thời Sài Gòn, những con đường phượng đỏ nở hoa đỏ rực. Với Quán Hoa Giấy thì màu đỏ này còn ở cả trên những đôi mắt, trên màu ly rượu óng ả khi nỗi nhớ nhung đã ngập đầy tâm hồn. Và tâm hồn nghệ sĩ nào lại không thả hồn bình bồng theo từng khói thuốc lãng đãng, nhớ lại bạn bè đã xa. Điếu thuốc trên đầu môi bỗng chừng trở thành nhạt nhẽo, để cho làn khói chỉ còn mong manh là những sợi ngập ngừng nhớ thương. Quán Hoa Giấy chiều nay lãng đãng, uống ngụm nắng tàn trong chiếc ly không. Khói lang thang, khói cung.
ngập ngừng quán hoa rơi đi chiều nay lãng đãng uống ngụm nắng tàn trong chiếc ly khô. Chiều Tân Định rưng rưng phượng đỏ, đỏ gió mùa khô đỏ mặt mình, rượu đỏ trên tay tràn nỗi nhớ. Hoàng hôn nào, hoàng hôn trong tranh. Đường thuốc lá chiều nay vắng vẻ. Một ly mình và một ly hương. Điều thuốc lá ngậm hoài cũng. Khói lang thang, khói cô ngập ngừng. Quán hoa rơi đi, chiều nay lãng đãng. Uống ngụm nắng tàn trong chiếc. Nắng tàn trong chiếc ly khô. Năm 2005, theo mong muốn của con cháu, ông sang Hoa Kỳ sống một thời gian. Sau đó về Sài Gòn năm 2009 để sống những ngày cuối đời với con trai út là nhạc sĩ Bửu Minh. Ông mất năm 2009 tại Sài Gòn. Theo thông lệ, để kết thúc chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc nhớ về nhạc sĩ Ưng Lan ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một sáng tác có chủ đề Mùa Xuân, nhạc phẩm có tên Xuân Thắm. Một ca khúc đã được nhạc sĩ Ưng Lan sáng tác trước năm 1975. Xuân Thắm sẽ được trình bày qua tiếng hát của Minh Ngọc. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Nhạc phẩm Xuân Thắm của nhạc sĩ Ưng Lan đã kết thúc chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 19. Ước mong quý vị sẽ tiếp tục hỗ trợ tinh thần cho chương trình bằng cách đăng ký kênh, để lại lời bình luận cũng như chia sẻ chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc đến với những người quen, để góp phần bảo vệ gìn giữ những gì còn sót lại từ một thời vàng son của nền âm nhạc Việt Nam. Tơ Lòng Trên Phím Nhạc thân mến gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình kỳ tới.